Ngày 27 tháng 6, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lấy lời khai Nguyễn Vũ Kim Linh, sinh năm 1970, ngụ quận 4, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nữ sinh. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 6, một học sinh sinh năm 2008 từ trường về nhà. Tới đường Hoàng Sa, quận 3, thì Linh đi xe máy tiếp cận và hỏi, gần đây có chỗ điện thoại công cộng nào không? Em học sinh trả lời không biết, thì Linh khóc, nói mẹ mình bị tai nạn giao thông và hỏi mượn tiền, mượn điện thoại để báo tin cho gia đình, nhưng nữ sinh không đồng ý. Tuy nhiên, Linh tiếp tục kiếm cớ bắt chuyện, chạy theo kể khổ với nữ sinh. Lúc này em học sinh cảm thấy phiền phức nên cho đối tượng 280.000 đồng. Chưa dừng lại, Linh nói chưa đủ tiền đóng viện phí và nhờ nữ sinh giúp đỡ thêm. Nữ sinh đồng ý và đưa đối tượng về hẻm 302, Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3. Tại đây, Linh đứng chờ đầu hẻm để nạn nhân vào nhà lấy laptop, iPad, điện thoại di động, rồi rủ tới bệnh viện ở quận Phú Nhuận. Tại đây, Linh kiểm tra ba lô và nói chưa đủ tiền viện phí. Em học sinh không nghi ngờ, vội chạy về nhà lấy thêm laptop. Đến 11 giờ cùng ngày, nữ sinh giao laptop cho một phụ nữ tại chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3. Đến 14 giờ cùng ngày, em này ra đầu hẻm ngồi chờ, theo lời hứa hẹn trả tài sản của Linh, nhưng không thấy Linh trở lại. Qua xác minh ban đầu, tài sản bị chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng. Công an vào cuộc điều tra, bước đầu Linh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết mình có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.